Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Xác lợn chết vứt la liệt dọc quốc lộ 4E đoạn qua địa bàn thị trấn Phố Lu, tỉnh Lào Cai đe dọa ô nhiễm môi trường và dịch bệnh. Phản ánh của khán giả Mạnh Nguyên có số điện thoại 0969 3 số cuối 699. Hàng chục km lưới điện tại các vùng tái định cư ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh được xây dựng cách đây hàng chục năm nhưng không được tu sửa, đe dọa an toàn của người dân. Phản ánh của khán giả Trường An có số điện thoại 0989 3 số cuối 678. Bất chấp nguy hiểm, một số hộ dân chưa chịu di rời khỏi chân núi Ba Hòn. Phản ánh của khán giả Quỳnh Nga có số điện thoại 0917 3 số cuối 883. Hàng chục năm nay, người dân ở một xã miền núi của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa vẫn phải dùng nước sông phục vụ trong ăn uống sinh hoạt. Phản ánh của khán giả Nguyễn Văn Toàn có số điện thoại 0912 3 số cuối 456. Hai mươi số mai trồng tại Long Hồ, Vĩnh Long có dấu hiệu ra hoa sớm, khiến người trồng đứng ngồi không yên. Phản ánh của khán giả Lê Ngọc Minh có số điện thoại 0945 và số cuối 365. Thưa quý vị, theo phản ánh của khán giả Mạnh Nguyên có số điện thoại 0969 3 số cuối là 699 thì tại tổ dân phố Phú Cường 2, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai trong thời gian qua thường xuất hiện xác lợn chứa trong các bao tải vứt ở rìa quốc lộ 4E trên địa bàn tổ dân phố. Đây là địa điểm nằm ngoài khu đông dân cư nên khá vắng vẻ. Những bao tải chứa xác lợn chết như thế này thường xuất hiện bên vệ đường, đặc biệt là từ khi địa phương công bố dịch tả lợn châu Phi. Theo cán bộ tổ dân phố thì đã nhiều lần khu dân cư phải thuê người trông xác lợn vô thừa nhận. Song, cán bộ khu dân cư khẳng định việc vứt xác lợn trên địa bàn không thể là của dân địa phương. Vì bà con tổ dân phố đã được phổ biến rất kỹ về ý thức phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Tất cả các trường hợp lợn ốm đều phải được báo cáo để thú y kiểm tra và cho hướng xử lý. Cán bộ thú y cũng cho biết là hiện tại trên địa bàn không có ổ dịch mới phát sinh. Trên địa bàn huyện Bảo Thắng và thị trấn Phố Lu hiện vẫn chưa được công bố hết dịch, nhưng các xe chở lợn vẫn qua lại trên địa bàn. Vì vậy, xuất hiện xác lợn chết ven quốc lộ rất có thể là từ các địa bàn khác mang đến. Tuy nhiên, việc giám sát là rất khó khăn. Vì vậy, rất cần có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng để điều tra và có chế tài phạt nặng đối với các phần tử cố tình quăng trộm xác lợn ra môi trường. Tối ngày 17 tháng 10 trên địa bàn xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An đã xảy ra vụ tai nạn giao thông. Thông tin từ khán giả Hồ Văn Ngọc có số điện thoại là 0847 3 số cuối 885 cho biết, khoảng 20 giờ 30 phút tối cùng ngày, người dân sinh sống bên đường quốc lộ 48, đoạn qua xóm Tân Mùng, xã Tam Hợp đã nghe thấy một tiếng va chạm mạnh. Một số người dân chạy ra đường xem thì phát hiện một thanh niên cùng xe máy nằm ngã bên đường, mặt tím tái, nên nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng sau đó người này đã tử vong. Cũng theo người dân, người này có thể bị ô tô đâm từ phía sau. Nạn nhân sau đó được xác định là anh Hồ Văn Luyện, sinh năm 1984, bí thư đoàn xóm Long Thành cùng xã. Vụ việc đang được lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Quỳ Hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông. Thưa quý vị, hàng chục km lưới điện ở các vùng tái định cư tại phường Kỳ Long, Kỳ Thịnh và Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh được đầu tư xây dựng cách đây khá lâu nhưng hầu như là không được nâng cấp và sửa chữa. Theo quan sát của khán giả Trường An có số điện thoại 0989 3 số cuối 678 thì đặc biệt là những khu vực thưa dân cư sinh sống, hệ thống lưới điện đang bị xuống cấp nghiêm trọng trong tình trạng mất an toàn. Mối hiểm họa từ điện khi mùa mưa bão đến là điều khó lường.
dọc theo các con đường ở khu tái định cư thôn Tân Phúc Thành, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh. Điều dễ dàng bắt gặp những hình ảnh xuống cấp của hệ thống lưới điện nông thôn. Ai nhìn thấy cũng phải ớn lạnh. Những đường dây điện được mắc chằng chịt, chồng chéo lên nhau như mạng nhện. Dây điện đã vậy, cột điện thì cũng chẳng khá hơn. Từ tre, bạch đàn cho đến khúc gỗ đều được tận dụng để làm cột. Nhiều trụ trong số đó đã mục nát, siêu vẹo, ngả nghiêng. Thậm chí hàng chục km dây điện nằm sát mặt đất gây nguy hiểm cho người và gia súc mỗi khi đi qua khu vực này. Hàng chục công tơ điện, dây điện dối như tơ vò, hộp công tơ bị vỡ, đường dây điện đầu nối tứ tung. Không chỉ ở khu tái định cư thôn Tân Phúc Thành, xã Kỳ Lợi, hiện nay hệ thống lưới điện ở khu tái định cư của phường Kỳ Long, phường Kỳ Thịnh cũng nằm trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Ngoài hệ thống cột đèn chiếu sáng đổ ngả nghiêng, dây điện nứt nẻ. Nhiều mối nối hở tứ tung, bắt dọc ngang, bùng nhùng nằm trên mặt đất. Nguy hiểm hơn, có hàng chục trụ điện hoen dỉ, không có nắp, buộc một số hộ dân phải làm các tấm biển cấm sở, có điện nguy hiểm chết người, để cảnh báo. Bên cạnh những trụ điện có biển cảnh báo thì có hàng chục trụ điện không có biển cảnh báo, đổ ngả nghiêng, cỏ mọc tùm che khuất. Thậm chí nhiều nơi trụ điện chỉ còn trơ lại những chiếc hộp sắt. Vào mùa mưa, các loại trụ điện tạm bợ kiểu như thế này khiến cho không ít người phải nơm nớp lo sợ. Đó là chưa kể tình trạng cây xanh leo bám cả lên hệ thống dây điện. Thế nhưng người dân cũng như là các đơn vị kinh doanh điện vẫn không tổ chức phát quang. Điều này rất nguy hiểm cho người dân bởi nguy cơ dẫn điện từ những cây xanh leo bám này rất cao. Nhiều nơi đường dây điện được răng mắc ngay sát trên mặt đất. Thực trạng này dễ gây ra chập điện, cháy, nổ. Và được biết câu chuyện về hạ tầng lưới điện nông thôn ở nhiều vùng tái định cư tại thị xã Kỳ Anh như là Kỳ Lợi, Kỳ Long hay Kỳ Thịnh yếu kém, xuống cấp, gây mất an toàn đã được người dân nhiều lần kiến nghị. Để đảm bảo an toàn dân sinh thì rất cần sự vào cuộc tích cực hơn từ ngành điện và sự phối hợp của các địa phương để những hiểm họa từ hệ thống lưới điện sẽ không còn là nỗi lo thường trực của người dân khi đang ở trong mùa mưa bão năm nay. Thưa quý vị, những năm gần đây, nỗi sợ hãi bị đá rơi hay là lăn trúng trở nên thường trực đối với hàng trăm hộ dân sống dưới chân núi Ba Hòn, nhất là vào mùa mưa bão. Thế nhưng khi nhà nước có chủ trương di rời người dân khỏi khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm này thì vẫn còn một số hộ không đồng thuận. Có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính là do sự chủ quan. Thậm chí có người tin rằng tình trạng sạt lở đá sẽ chừa căn nhà của mình ra. Thành ra tôi sống ở đây là 30 năm rồi. Mà cũng như đầu trong thì bị lở, đầu ngoài bị lở. Mà ở chỗ tôi thì không có lở thì tôi thấy cũng ở được. Thì thôi kệ, ở đi chắc ông bà cũng độ cho chứ không sao đâu. Cũng có người vì tranh thủ điều kiện thuận lợi trong việc bến đậu tàu cá. Nếu tiến hành di rời nhà đi nơi khác, sẽ phát sinh những khó khăn trong công việc trông coi, quản lý tàu. Tại vì mình ở đây là nó đã mười mấy năm nay rồi, ghe mình đậu tại bến này. Bây giờ mình về bên kia qua bến mình cắt nhà, nó sẽ không có bến để cho mình đậu ghe. Tại vì hoàn toàn ở đây là dân, đây là làm biển không. Đó, mình đi qua bến thì... À, là như đi qua bển thì sợ là một là bến bãi không có để mình đậu gì, mình đi qua bển mình đâu còn đậu ở đây được nữa đâu. Ghe cộn này kia nên xin ở giai đoạn 2 đặng mình còn ở đây coi ghe coi cộ rồi này coi dòm tài sản mình. Một nguyên nhân nữa khiến cho hiện nay còn 5 hộ dân chưa đồng thuận di rời khỏi khu vực sạt lở núi Ba Hòn là do họ cho rằng mức tiền hỗ trợ của nhà nước quá thấp. Theo thông tin từ Phòng Kinh tế huyện Kiên Lương cho biết, trong giai đoạn 1 thì với hộ dân tự nguyện di rời khỏi khu vực nguy hiểm này sẽ được hỗ trợ 25 triệu đồng. Trong giai đoạn 1 thì với mỗi hộ dân tự nguyện di rời khỏi khu vực nguy hiểm này sẽ được hỗ trợ 25 triệu đồng. Bên cạnh đó sẽ được cấp miễn phí một nền nhà tại khu tái định cư. Thế nhưng, một số người dân vẫn cho rằng với mức hỗ trợ như trên, chưa đủ để họ xây dựng lại nhà mới.
Mà nếu 25 triệu đó là không đủ tôi di dời, có đâu đâu có tiền đâu mà để cất cái nhà lên ở. Rồi mùa màng mà thất bát, nếu mà tôi đi vay tiền tôi mượn tôi cất nhà thì nợ tôi trả không nổi. Mà dân á, thì bỏ xứ Bến Tre vô đây để lập an cư lập nghiệp, mà cứ di dời đi hoài thì sao tụi tôi màng ăn mà để có ăn. Đó, rồi tôi chỉ mong nhà nước bây giờ á, là cũng như là cất cho tôi cái nhà, tôi không cần đẹp, cất sẵn vậy đi, tôi dọn đồ vô tôi ở. Chứ còn giờ đi cất tiền, cất nhà là không có tiền cất. Hiện nay, trong tổng số 112 hộ dân được lập danh sách, dự kiến di dời trong giai đoạn 1, ngay trong năm 2019, thì có đến 107 hộ dân đồng thuận tự nguyện di dời. Thậm chí, phần lớn trong số họ đều có nguyện vọng sớm được di dời càng sớm càng tốt để họ yên tâm sinh sống, phát triển kinh tế. Còn lại, chỉ một vài hộ chưa đồng ý với phương án di dời. Trong đó, có hộ xin được hoãn lại để đợi di dời trong giai đoạn 2. Có hộ thì cho rằng, khi nào người dân tại đây đi hết thì họ mới đi. Thậm chí còn có hộ chưa có kế hoạch di dời khỏi vị trí đặc biệt nguy hiểm này. Việc Ủy ban Nhân dân huyện Kiên Lương tiến hành di dời người dân khỏi khu vực sạt lở ở núi Ba Hòn kèm theo mức hỗ trợ về kinh phí và đất ở theo phương án của tỉnh phê duyệt là nhằm bảo vệ sự an toàn về tài sản và tính mạng cho người dân. Khi chuyển về nơi ở mới, người dân sẽ có được điều kiện tốt hơn để sinh sống và phát triển kinh tế. Vì vậy, bà con hiện còn đang sinh sống tại khu vực chân núi Ba Hòn cần đồng thuận với chủ trương chung của tỉnh và huyện sớm có phương án di dời khỏi khu vực sạt lở đá vô cùng nguy hiểm này, bởi vì tính mạng con người là trên hết. Thưa quý vị, câu chuyện nước sạch những ngày này đang là chủ đề nóng tại thủ đô. Thế nhưng tại Khánh Hòa thì hàng chục năm qua có một xã miền núi vẫn phải múc nước sông về lọc để dùng trong ăn uống và tắm rửa. Địa phương mà khán giả Nguyễn Văn Toàn có số điện thoại là 0912 3 số cuối 456 muốn nhắc đến trong phần phản ánh của mình dưới đây, thuộc xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh. Việc thiếu nước sạch đã ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của bà con. Cứ vào mỗi buổi chiều hàng ngày, người dân thôn Gia Răng sau khi đi nương rẫy về lại phải tất bật cầm theo các can nhựa lớn nhỏ ra con sông cách làng gần 1 km để lấy nước sông về dùng cho sinh hoạt, kể cả ăn uống, khiến bến sông nơi đây luôn nhộn nhịp vào mỗi buổi chiều. Người lớn thì chịu khó lội ra đứng giữa sông để lấy nước trong, trẻ em thì lấy nước gần bờ. Có người còn đem cả áo quần ra đây giặt giũ. Được biết, từ nhiều năm nay, dù biết rằng con sông này thường bị ô nhiễm do đủ mọi loại rác từ đầu nguồn trôi xuống, nhưng người dân nơi đây cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Trước đây vừa ăn, vừa uống, vừa nấu ăn, đâu có nước sạch, đâu nước dơ không. Không có nước, cũng như 4 năm nay không có dòng nước gì uống, cũng nhiều nước suối, đồ ăn uống không tắm rửa cũng nước suối. Hình ảnh người dân thôn Gia Răng chen nhau lấy nước sông về dùng cho sinh hoạt vẫn diễn ra từ nhiều năm nay. Trong khi thôn Gia Răng chỉ cách trung tâm thị trấn Khánh Vĩnh chưa đầy 1 km. Vì vậy, rất mong chính quyền sẽ quan tâm sớm tạo điều kiện để nước sạch được về được tới đây. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, hàng trăm hecta diện tích lúa thu đông tại các khu ô bao trên địa bàn thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đang trong giai đoạn làm đồng và trổ chín bị chuột cắn phá, làm ảnh hưởng đến năng suất. Khán giả Vũ Ngọc có số điện thoại 0974 3 số cuối 223 cho biết, mặc dù nông dân thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn nhưng không mang lại hiệu quả. Là một trong số những hộ có diện tích lúa thu đông bị chuột cắn phá nhiều, anh Trần Thái Hậu, ấp Tân Hòa Thuận, xã Tân Hội, thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp cho biết, với diện tích khoảng 1 hecta lúa thu đông đang trong giai đoạn làm đồng, trổ chín. Tại khu 3, xã Tân Hội, mấy ngày nay chuột cắn phá nhiều. Lúc đầu cắn phá chỉ một diện tích nhỏ, rồi dần dần lan rộng ra, thiệt hại khoảng 50% diện tích. Anh cũng đã được thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn như dùng thuốc sinh học, răng lưới, bẫy chuột, treo ống lon,
dùng bọc mũ, tuy nhiên không mang lại hiệu quả. Trong lòng nó kêu hả? Để hỏi ra coi. Có cản được nó hết không? Thật lắm. Năm ngoái thì ít, nhưng năm nay nó nhiều, cắn dạng như là lúa có đồng này nó cắn tới bây giờ, năm nay thì hình như là toàn đều cánh đồng, ai cũng bị cắn hết. Thì giờ cũng buồn, chứ biết sao giờ cũng phải được tới đâu ăn được nhiêu ăn nhiêu chứ giờ thì mọi cách là xử lý hết mà không hết nổi. Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp địa phương khuyến cáo nông dân đặt bẫy theo đường mòn. Thứ hai nữa là dùng vôi bột rải xung quanh bờ rào. Khi chuột chạy qua dính vào lông, nó liếm thì nó cũng ảnh hưởng đến việc gặm nhấm của chúng. Thứ ba là dùng hóa chất để diệt chuột, nhưng dùng những hóa chất trong danh mục cho phép. Mai vàng là loại cây đặc trưng trong mùa xuân của người dân ở Nam Bộ. Hoa thường nở rộ vào ngay dịp Tết Nguyên đán, góp phần tô thêm vẻ đẹp trong những ngày xuân. Thế nhưng vào thời điểm này còn hơn 3 tháng nữa mới đến Tết mà rất nhiều cây mai đã nở hoa. Tại làng nghề truyền thống, hoa kiểng, cây giống, du lịch sinh thái Phước Định hay người dân hay gọi bằng cái tên thân quen đó là làng Mai Vàng Phước Định, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, Vĩnh Long có đến hơn 20% cây mai ra hoa sớm. Khán giả Lê Ngọc Minh có số điện thoại là 0945 3 số cuối 365 cho biết với tình trạng này thì những người trồng mai có khả năng thất thu trong dịp Tết này. Tại làng mai này, hiện có khoảng 800 gốc mai cổ thụ từ trên 100 tuổi. 19.200 gốc từ 50 đến 100 tuổi. Và hơn 30.000 gốc mai tiểu trên dưới 30 năm tuổi. Còn số mai dưới 30 năm tuổi, nhiều vô số. Theo nhiều nghệ nhân, lão thành trồng mai ở làng Mai Vàng, Phước Định cho biết, một vài năm trở lại đây, hiện tượng mai nở hoa sớm đã xuất hiện. Nhưng tỷ lệ không cao. Chỉ có năm nay là mai nở sớm với tỷ lệ khá cao. Nguyên nhân của hiện tượng này là do biến đổi khí hậu, mưa nhiều, nắng nóng kéo dài. Thỉnh thoảng lại có những trận mưa lớn rồi nắng gắt nên xảy ra hiện tượng mai nở hoa sớm. Như tôi cái có tu vòng vòng này cái vừa nhỏ vừa lớn chắc cũng ba mấy gốc. Nhưng mà năm nay cái thời tiết thì cái lượng mưa năm nay nó dữ, nhưng mà nổi nắng thì nó nóng thì đương nhiên cái chướng nó phát lên thì nó phải nở. Để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, làng Mai Vàng Phước Định đã chuẩn bị hơn 5.000 gốc mai để cung cấp cho các chợ hoa xuân. Tuy nhiên hiện tại, đã có hơn 20% cây mai nở, với tỷ lệ hoa nở từ 30 đến 80%. Có nhiều cây nở hoa với tỷ lệ 100%. Để khắc phục tình trạng mai nở hoa sớm, mấy ngày qua, các nghệ nhân của làng nghề đã lặt bỏ những hoa nở sớm, tỉa cành, đắp gốc, hy vọng những cây mai này có thể ra nụ lại vào đúng dịp Tết. Thì như cái thời tiết hôm nay vậy thì bị cái hôm trước đây thì cái lượng mưa nó quá nhiều. Mưa kéo dài thành ra cái bây giờ nó trở lại nắng rồi nó bị cái ảnh hưởng bị nở sớm. Thì cái vấn đề nở sớm thì nó cũng khoảng 20%. Hy vọng nắng thường vậy hoài thì không sao, mình miễn trở lại mưa nữa thì nó bắt đầu nó ướt gốc nữa cái nó nở nữa. Đó. Ướt gốc nhiều quá cái cũng không được. Bắt đầu giờ tới Tết thì nếu mà mình cho bông nó nụ ngon lành nữa thì mình phải đậy mũ lại. Chùm mũ trong cái gốc không cho ướt nhiều. Nếu ướt nhiều thì nó kéo dài hoài.
Hiện làng mai Phước Định có trên 200 hộ trồng mai, tăng khoảng 15% so với các năm trước. Do nhu cầu của thị trường tăng nên số hộ trồng mai ở làng cũng tăng theo. Do nhu cầu chơi mai kiểng của người dân ngày càng tăng lên nên là đến hơn 50% so với thời điểm trước. Vì vậy cho nên là lượng mai cung cấp ra thị trường dịp Tết cũng tăng theo. Theo những nghệ nhân nơi đây thì do thời tiết không thuận lợi, cây mai ra hoa sớm nên những cây mai ra hoa đúng dịp Tết sẽ rất hút hàng và giá sẽ cao. Đối với những cây mai nở hoa sớm này, các nghệ nhân cần tốn nhiều công chăm sóc để có hoa lại đúng dịp Tết, nếu không thì những hộ này có nguy cơ ăn Tết không vui. Mỗi năm khi mùa nước nổi tràn về, miền Tây nói chung và Long An nói riêng lại nổi bật với gam màu hoa súng nở bung sắc. Bông súng không chỉ để ngắm mà còn là món ăn dân dã được nhiều người ưa thích. Những ngày này, trên sông Lò Gạch ở xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng, Long An, mỗi ngày có đến gần 100 người bơi xuồng đi nhổ bông súng. Người dân bắt đầu hái bông súng từ 3 giờ sáng đến giữa trưa thì chất đầy xuồng với khoảng 150 kg, bán được hơn 500.000 đồng. Trước đây, dọc theo sông Lò Gạch là những bãi sen. Nhưng giá trị từ cây sen bấp bênh nên gần 50 hộ dân đã chuyển đổi sang trồng bông súng. Vào mùa nước nổi, cả khúc sông dài hàng km được phủ đầy hoa súng, rất đẹp mắt. Bông súng là trồng cực cái lắm nước, ăn tay hết trơn, hết trời luôn, nhỏ tối ngày mà. Bù lại thì sen bông súng nó đặn hơn, được giá hơn, nó có tiền nhiều hơn. Thì tháng khô đó, mình cứ lùa bình hiện tấp đây, mình cứ đẩy ra, mình văng dây vậy đó. Rồi mình trồng bông súng con, rồi tới nước lên đó, rồi mình cứ nhổ hàng ngày, ngày nào nhổ thì nhổ, còn hai ngày tới ngày thứ ba là nhổ một lần. Cực thì cũng có cực, nhưng mà thu nhập mình nó cũng có, nên mình xây sở mùa nước được. Bông súng được trồng vào mùa khô và thu hoạch vào mùa nước nổi với hai loại giống là bông súng đỏ Đà Lạt, hiện được bán với giá 3.500 đồng một kg, và bông súng cơm bán với giá gấp đôi là 7.000 đồng một kg. Năm nay lũ về muộn và thấp nên cọng bông súng chỉ dài tầm 2-3 mét và thời gian thu hoạch bông súng của người dân ngắn lại. Dù vậy, nhưng người dân Đồng Tháp 10 vẫn lạc quan bởi có nước, có bông súng, người dân lại có thêm thu nhập. Phần cuối chương trình mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát trong ngày hôm nay. Tại tổ dân phố Phú Cường, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, trong thời gian qua, thường xuất hiện xác lợn chứa trong các bao tải vứt ở dưới quốc lộ 4E trên địa bàn tổ dân phố. Đây là địa điểm nằm ngoài khu đông dân cư nên khá vắng vẻ. Những bao tải chứa xác lợn chết như thế này thường xuất hiện bên vệ đường, đặc biệt là từ khi địa phương công bố dịch tả lợn châu Phi. Phản ánh của khán giả Mạnh Nguyên có số điện thoại 0969 3 số cuối 696. Hàng chục km lưới điện các vùng tái định cư ở phường Kỳ Long, Kỳ Thịnh, Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh được đầu tư xây dựng cách đây khá lâu nhưng hầu như không được nâng cấp, sửa chữa, đặc biệt là những khu vực thưa dân cư sinh sống. Hệ thống lưới điện đang bị xuống cấp nghiêm trọng trong tình trạng mất an toàn. Mối hiểm họa từ điện khi mùa mưa bão đến là điều khó lường. Phản ánh của khán giả Trường An có số điện thoại 0989 3 số cuối 678. Những năm gần đây, nỗi sợ hãi bị đá rơi hay lăn trúng trở nên thường trực đối với hàng trăm hộ dân sống dưới chân núi Ba Hòn, nhất là vào mùa mưa bão như hiện nay. Thế nhưng, khi nhà nước có chủ trương di dời người dân khỏi khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm này, thì vẫn còn một số hộ không đồng thuận. Có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính là do sự chủ quan. Thậm chí có người tin rằng tình trạng sạt lở đá sẽ chừa căn nhà của mình ra. Phản ánh của khán giả Quỳnh Nga có số điện thoại 0917 3 số cuối 883. Chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.